Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi hôm 24 tháng 4 đã ký biên bản thỏa thuận mà theo đó hai nước nhắm mục tiêu đưa thương mại song phương lên 18 tỷ đô la hoặc hơn nữa vào năm 2028. Báo điện tử chính phủ của Việt Nam và trang web của Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết. Mục tiêu nêu trên cao hơn con số 15 tỷ đô la từng được hai nước nhắm đến cũng cho năm 2028. Bản thỏa thuận được hoàn tất trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia diễn ra ở Hà Nội. Bà Retno Marsudi đưa ra tuyên bố báo chí cho hay, để đạt được mục tiêu 18 tỷ đô la, cả hai nước cần phải tiếp tục giảm các rào cản thương mại và khẩn trương, ký kết các hiệp định về an ninh lương thực, cũng như tối ưu hóa vai trò của Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật, trang web của Bộ Ngoại giao Indonesia tường thuật. Nhân dịp này, hai ngoại trưởng của Việt Nam và Indonesia đã nhất trí nâng cấp quan hệ từ mức đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện, trang của Bộ Ngoại giao Indonesia viết, nhưng báo điện tử chính phủ của Việt Nam không nhắc đến điều này, theo quan sát của VOA ở thời điểm sáng sớm ngày 26 tháng 4 giờ Hà Nội.